Vậy là sau bao ngày đợi mong và cố gắng thì Mai đã được đi chuyến tàu mùa thu rồi nè cả nhà. Nếu để nói là mãn nhãn thì cũng không hẳn, nhưng vẫn đẹp và vẫn rất xứng đáng nha. Gửi mọi người mấy đoạn phim mà Mai tâm đắc nhất nè. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đây là chuyến tàu mùa thu. Xin mời mọi người đi chuyến tàu mùa thu chung với gia đình Mai ha. Mọi người nhìn thấy cái hàng họ xếp chưa? Xuống. Xếp một hàng rất là dài ha. Later. Chuyến tàu này thì họ sẽ đưa cho mình đi ngắm cảnh xuống dưới một cái những cái vực núi, những cái hẻm núi, những cái cảnh mùa thu rất là đẹp ở bên Mai ha. Thì Mai sẽ dẫn mọi người đi chung với Mai chơi vui lần đầu tiên nha cả nhà. Standard coach. Standard thì đi qua hướng đó. Còn crown thì đi hướng này. Dễ thương cả nhà, thấy chuyến tàu giống như tàu hồi xưa vậy đó. Họ vẫn giữ lại những cái tuyến đường sắt mà thay vì hồi xưa người ta vận chuyển than, vận chuyển mỏ ha, thì bây giờ là họ dùng để vận chuyển cho khách du lịch đi tham quan những cái chuyến tàu này nè cả nhà. Để mua vé tàu ở đây không dễ đâu cả nhà, đến muộn là vé sẽ được sold out rất là nhanh luôn. Cả tối hôm qua mà đã rất háo hức rồi, đến giờ lên tàu sẽ được thông báo, nhà Mai phải nhanh chân đi đến trước cửa của mình, tránh trường hợp đông người quá không chen nổi. Ở đây có con gấu thế này cả nhà, con gấu đứng chào đón này chứ. Cả nhà Mai đã sẵn sàng rồi đây. Háo hức cho chuyến đi nên Mai cười nãy giờ không ngớt luôn đó cả nhà. Cuối cùng thì cũng sắp xếp được thời gian, cả nhà Mai lại có thể cùng nhau có thêm được một trải nghiệm mới. Mình tới cái thị trấn này là vì cái xe lửa này đó cả nhà, nên là rất rất là nôn để được đi cái chuyến tàu Scenic Railway này ha. Lehigh Gorge Scenic Railway. Đây nè cả nhà thấy không, Lehigh Gorge Scenic Railway Chim Hop PA. Ai mà ở gần má tới đây chơi cũng thấy dễ thương lắm cả nhà đó. Không cần đi ở lại đâu, đi trong ngày về cũng được ha. Cái này là cái gì vậy? Cái này là giống như là cái ấy của mày cũng biết, cái piston cái gì của cái xe lửa nè cả nhà thấy không, nhìn nó cũ ha. Tại chuyến tàu này là tàu cổ mà, người ta để cái ghế cho mọi người bước lên nữa, cả thấy không. Có anh soát vé này, anh bự con hay sao. Ôi có em chó thì lên, không biết em chó có em chó né không chịu lên. Bỏ chạy bự dễ sợ luôn. Dạ. Mai nghĩ rằng mọi người sẽ chen chúc nhau dữ lắm mà không nha. Mấy anh chị xách vé cũng thân thiện quá chừng. What's your step? Uh-huh. Hold the door. Yeah. Nãy giờ mình mà đã ngồi rồi, mình chọn cái chỗ mà có cửa sổ. Cả nhà thấy không, lúc nào họ cũng sẽ bỏ một cái ghế này á, mấy người không phải là bỏ mà họ không có chịu ngồi á, tại vì không muốn nhìn thấy cái cửa sổ, nên là đa số là cái ghế này bị bỏ nè. Mọi người thấy từ trên dưới không, cái hàng này sẽ bị bỏ, xong hàng này xong hàng kia bị bỏ, xong tới hàng có người xong bị bỏ vậy đó. Chạy rồi nha cả nhà, tàu bắt đầu khởi hành rồi nha cả nhà, háo hức quá chừng. Mày nhớ hồi bên Úc mình cũng được đi tàu hơi nước, vui gì đâu luôn á trời. Bridge. The current bridge is nearly 1,000 feet long, sits approximately 100 feet above the Lehigh River, and leads visitors to Jim Thorpe Memorial on the east side of town, and beyond that into the Poconos. Bây giờ là đi vô rừng thông nha. Sao Mai không thích cái xe lửa này, một điều là không có mở cửa cho mình quay cho nó đẹp ha. Xe lửa ở bên Úc nó vui, lại thò cái chân ra thấy nó vui ha. Xe lửa bên Mỹ này không có vậy cả nhà. Dù xe lửa cũ hơn nữa mình vẫn phải ngồi như vậy. Đi qua một cái rừng thông. Vừa đi thì tới địa điểm nào thì sẽ có loa người ta giới thiệu cho mình nghe ha cô chú chị.
mình sẽ đi dọc theo một cái trail, một cái tuyến đường đi hiking, đi bộ á cả nhà, trong rừng ha. Đây ngoài đây nè, đó mọi người thấy không, là những người đi bộ, họ có thể nhìn thấy mình, mình thấy những người đi bộ. Cái trail này nghe anh hướng dẫn nói là mùa hè rất là đông khách luôn, rất là đông người đi bộ. Họ xác vé ở dưới rồi mà lên đây họ vẫn xác lại nha, cẩn thận chứ sợ. Thấy chưa đó, mấy người chào mình If we'd have followed the left track, we would travel to the town of Nesquehoning, cross over to Hometown High Bridge, pass through Tamaqua, and ultimately reach Redding. The track we are going to travel on leads us to the Redding and Northern's main line and into the entrance. Đi hết đoạn rừng là ra đến khung cảnh đẹp như tranh này cả nhà. Thiệt sự là ngồi sau mấy hàng rào và lớp kính xe mà Mai vẫn thấy đẹp. Nếu đi tàu dạng như ở Úc, mình được thò người ra ngoài, hoặc nếu đi bộ trên cung đường kia thì chắc có lẽ còn đẹp mê hồn hơn nữa ha. Lá vàng, lá xanh xen kẽ nhau, những dãy núi lấp ló dưới làn sương mờ mờ ảo ảo đầy ấn tượng. Please keep your heads and hands inside. The Coalport Trestle is very very close clearances. Look at this. How close it is. Wow. Người ta lúc nào cũng nhắc là mình phải để tay để chân vô, không có là bị đục mà có để gì ra được đâu, cửa kiến mà. Cả nhà chuẩn bị nha, cảnh đẹp chuẩn bị tới rồi nè. Lá trên đây vàng hơn nè cả nhà, nhìn thanh bình ghê chưa. Trên suốt chuyến đi thì tàu trưởng sẽ luôn thuyết minh cho mình nghe về thông tin rồi những điều thú vị về những điểm mà mình đã đi qua. Cái này thì Mai ưng nha, đối với Mai đi du lịch không chỉ là ngắm cảnh đẹp mà còn thu nạp thêm lượng kiến thức cho bản thân để sau này còn có cái mà kể lại cho mọi người nghe chứ nhỉ. Những khung cảnh này nhìn ở đây thì có vẻ bình thường, nhưng nếu được bay flycam quay từ trên cao thì Mai nghĩ nó sẽ có những thước phim đẹp xuất sắc luôn đó nha. Rồi mấy người họ đi xe đạp phía dưới đây đẹp quá cả nhà ha, một bên là suối nè, bên là cây lá vàng. It's so beautiful. They hiking here, they biking here, so beautiful. Suối quá đẹp luôn thiệt á, đạp xe đạp ở đây tuyệt vời. Cái đường này là đường hiking này là dọc. Swine spot along the railroad is one of the few places where the tracks of the old Lehigh Valley and Jersey Central Railroads ran side by side at the same grade. The former Jersey Central Rail bed is now the biking trail that you see to your right. It runs over 20 miles to Whitehead, meaning where there are forks. Besides rafting and kayaking, the river is also a popular fishing location, hosting a variety of species including trout, small and largemouth bass, carp and catfish. Cái này hồi xưa là một cái đường xe lửa khác. In 1818, the Pennsylvania General Assembly gave away the rights to the Lehigh River. It was owned by the Lehigh Coal and Navigation. In 1965, a bill was passed rescinding LCNN ownership. Họ đã dời cái bỏ cái đường xe lửa đó và đã xây dựng cái con đường này cho người ta đi xe đạp cả nhà. Wow, so beautiful, honey. See the tree? Quá đẹp. Quá đẹp cả nhà ha. We are entering yet another sharp curve on the main line, known as Oxbow Curve. It was named by the boaters of the Lehigh Canal for its resemblance to a yoke that oxen used to pull wagons. The curve forms almost a half circle,
About halfway around the curve, we pass underneath what appears to be a footbridge. Suspended above the tracks in the Lehigh River, it spans approximately 365 feet. This was the old Tidewater oil pipeline constructed in 1879. It was the first successful croppings and waterfalls. 20 miles of the DNL Trail traversed the gentle sloping pathway into Jim Thorpe. Besides hiking, biking, rafting, and fishing, the Lehigh Gorge offers outdoorsmen numerous hunting opportunities and photographers with hundreds of locations to capture the magnificence no matter the season. Cái tàu này đa số là tàu đi ngắm cảnh thôi chứ cũng không có gì nhiều, nhưng mà họ sẽ thuyết minh những cái thông tin cho mình, những cái nơi, tại sao nơi này như thế này thế kia, ở núi đó. U là trời, không hỏi mà chỉ nhìn thôi chắc mọi người là tưởng là ổng bị mai bắt đi không bằng đó. Mặt ổng nó tập trung nó thế đó cả nhà. Đoạn này nhìn nó vàng hơn rồi nè, đẹp chưa đẹp chưa. To your left as we near our destination, you'll see a very small waterfall coming from the mountain. Don't blink or you might miss it. This small stream runs from the depths of the forest and travels directly underneath the tracks to empty into the Lehigh River. Cái cảnh này là bên phía bên mai nha. And driest days of summer, wow, đẹp quá. This creek never runs dry. The very, very low water levels now, so it's not running very heavily. Đẹp quá cả nhà. Cái trail này mà đi bộ cũng đẹp. Nào, bên tay trái có cái thác nước ha. Mà sao mình không thấy được đâu, tại vì bên tay trái rồi. Rồi mình coi núi bên tay phải của mình thôi. Coi nè, núi nè. We have reached our destination, Old Penn Haven. Also known as Penn Haven Junction, this is one of the most desolate spots along the rails. Located about 7 miles north of Jim Thorpe and 5 miles east of Weatherly. The wide area that we are passing through was once an important location in the canal system, later the railroad. At one time, this junction was the intersection for the canal and 5 rail lines, including the Beaver Meadow and Hazleton Incline Plains. In the late 1800s and early 1900s, the small railroading community thrived in this area. It was only accessible by foot. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại cả nhà. Bởi vì cái chuyến này là đi qua xong đi lại vậy thôi. Bây giờ đi quay về. Quay về thì nếu mà mình đổi chỗ thì mình có thể nhìn bên kia. Người ta nói 13 người đi lên nè, đi phía. 13 millionaires lived in Mochel at one time. 13. It was the second biggest tourism spot except for Niagara Falls. Ồ, ở đây là cái nơi mà lớn thứ hai. Cái nơi du lịch mà lớn thứ hai sau Niagara Falls thôi ở trong đất nước này. Và có 13 nhà triệu phú sống ở đây. Bây giờ Mai là đi ngược trở lại ngồi hơi khó chịu nha, tại vì cái tàu này nó không có đổi vị trí được. Happy birthday. Có ai đó trong xe khoang tàu này có sinh nhật đấy ha, cười quá. Cả nhà đi ăn mừng sinh nhật bằng một chuyến xe lửa, bà ngủ ra trời ơi. Những gì mà anh nói đây là nơi thứ hai mà thu hút khách nhiều nhất đó sau Niagara Falls. Mai không tin, tại vì Mai nghĩ là Grand Canyon ở bên phía bờ Tây á, nó có nhiều hơn. Ông chồng Mai hôm nay ổng cũng nghĩ là chắc là sau cái bờ Tây ha. Tại bờ Tây có rất là nhiều cái kỳ quan thế giới luôn. Mai không nghĩ là đây là thứ hai đâu. thì nghe vậy thôi ha. À, cái 13 người triệu phú đó sống ở thao này là hồi xưa cả nhà, chứ còn bây giờ thì Mai thấy nghĩ là cũng nhiều triệu phú lắm nha. Và nhiều thao nó còn nhiều triệu phú hơn nữa. Nhưng mà cái này là người ta đang kể về lịch sử. Trên cái chuyến tàu này thì người ta nói rất là nhiều về lịch sử của cái town này. Tell me about the history of the town. I didn't hear the whole thing. But he said at one point there were 13 millionaires living here. And that was like in the early 1900s. Vào năm 1900, lúc đó là năm 1900. Thì đầu thế kỷ 19,
13 người triệu phú sống ở đây cùng một thời điểm ha. Và cái lâu đài mà cái đường đi lên đó là có một cái lâu đài của ông chủ cái đường sắt này và một cái lâu đài là của con gái ổng, là ổng xây dựng khi mà con gái ổng kết hôn á, ông xây dựng, ông tặng con gái ổng cái lâu đài đó. À, ở đây có xe ngựa nữa nè, có chút gì thấy không? Wow, hai con ngựa bự đẹp lắm nha. Vậy là mình kết thúc chuyến đi ngày hôm nay rồi nha cả nhà. Cô chú anh chị thấy chuyến đi này hài lòng không? Người ta thì xếp hàng đi lên, mình xếp hàng đi xuống. Thank you. Yeah. Người ta thì xếp hàng đi xuống, đi lên, mình xếp hàng đi xuống. Chồng mai buổi sáng ổng ăn ốc miêu á, xong rồi cái ổng đâu có thích ăn ốc miêu đâu. Ổng bỏ mứa, bây giờ ổng đói bụng rồi, ổng đòi đi tìm xúc xích ăn cả nhà. Cái này đẹp quá ha, mọi người thấy không, hàng dài lắm. Bây giờ mà mua vé là hết rồi đó. Hôm nay tự nhiên trời lạnh ha, trở lạnh dễ sợ. Bây giờ nắng lên thì nó đỡ rồi, chứ hồi sáng trời nó lạnh mà buốt buốt luôn á. Chồng ai muốn đi coi cái lobster tail, là cái đuôi tôm hùm gì đó. Đây nè, pantry Italian pasta. Rồi họ bán bánh nè cả nhà. À, người ta làm hình dạng đuôi tôm hùm thôi chứ người ta không phải là real. It's not the real lobster. Nó chỉ là người ta làm hình đấy. Đến giờ là các sạp hàng đông đúc quá trời luôn nha. Ở đây người ta còn bán cả mấy nhạc cụ, âm thanh hay lắm nha. Ở Việt Nam mình trên vùng cao cũng có mấy dụng cụ dân tộc ha. Âm thanh phát ra nghe trong trẻo ghê chưa. Rồi, con này hai con một đồng, hai con ruồi, khủng long. Hôm qua đi ra thao này rồi mà hôm nay tôi tới vẫn thấy vui nha. Kia xe ngựa kìa. That's the horse over there. The horses. The horses over there. Đây cả nhà thấy không? Hai em ngựa này đẹp ơi là đẹp luôn nha, nó bự mà nó nhìn nó khỏe dễ sợ luôn ha. Không dám tới gần sợ nó đá. Ôi nó bự. Có con chó ngồi trên xe với chủ nữa chứ. Trời ơi, ông này chắc ông cũng yêu động vật lắm luôn chứ phải thường đâu nha. Ôi đẹp quá, ngựa này đẹp quá. Bạch mã hoàng tử đâu. Leo lên chiếc xe ngựa này. Chồng mới nói con ngựa này nó có pedicure, nó có làm móng chân nữa, nó có băng giày nữa thấy không? Họ thậm chí là sơn cái dưới hả? Có một cặp cô chú đó đi ngựa rồi đó. Thấy không? They can poop there. They can, ngựa này ở trong đó không có bị rớt ra đường. Gia đình đó chờ chạy lên xe lửa. See honey, they have open. Đó cái xe lửa mà đâu rồi? Cái hàng dưới đó là có cái mà open window, là người ta có cái cửa sổ mở ha. À, núi sau lưng mai này đẹp không? Cái thị trấn này nó xinh ha. Xinh gì đâu, xinh luôn á. Chuẩn bị có ban nhạc, chuẩn bị chơi nữa rồi nè. Nghe cái sắp ồn ào rồi nè. Người ta ngồi, người ta xếp hàng ở ghế người ta coi. Mọi người nhớ hôm qua khi mày tới đây là có ban nhạc đang chơi không? Đó. Trời ơi nè, thấy không? Dễ thương không? Để chồng mày đi mua hot dog đi. Mình sẽ ngồi ở đây mình chờ, mình lấy cái bàn này mình ngồi.
mình chờ, tại vì dẫu sao thì cũng tới giờ, chút xíu nữa mình đi trolley á, nên là cũng phải một tiếng nữa mới đi trolley được. French fries, because you don't get fresh cut French fries all the time. Okay. Most French fries you get are frozen. Nè, ông mua xúc xích rồi đó, thấy không? Ăn kiêng cho cố vô, sao mày mua đồ sao không ăn, không ăn cuối cùng cũng mua cái khác để ăn à, thì cũng kiêng. Nói chung là cũng có kiêng, nhưng mà sao làm những cái chuyện hơi rùi bu kiến đậu một chút. Rồi một chuyến tàu nữa rồi đi. Đó. Bà chó này bà nghe xe còi xe lửa bắt tủa ấm sùm á. Wow. Thấy không, có chó đi là phải mang theo đồ ăn, mang theo nước uống cho nó, giống như con nít vậy đó. Thấy không? Giống như em bé vậy hả? Mày nó uống nước mà nó thèm uống thôi, phải không? Trời ơi, cái xe lửa đó có cái open window á, cái ngồi á rất là đẹp, rất là thoải mái, giống như ở bên Úc vậy đó. Nhưng mà không có thò cái chân ra thôi. Bởi vậy Mai biết mà lần tới Mai ghé đây thì Mai sẽ đi cái đó, chứ Mai không có đi cái ngồi ở trong cái khoang có máy lạnh, máy liếc nữa, Mai không thích. Mai thì thích ngồi mà phải phơi mặt ra thiên nhiên vậy đó cả nhà. Giờ tôi biết rồi, tôi không nghe lời chồng con tôi nữa. Ông chồng Mai cứ đòi phải ngồi cái crowd class gì đó, Mai không thích nha. Lần tới là Mai dẫn em Mai mà tới là Mai sẽ ngồi ở ngoài. Nhưng mà tùy thôi, nếu mà thời tiết lúc đó lạnh quá thì mình phải ngồi ở trong, còn nếu mà nó không lạnh thì mình sẽ ngồi ở ngoài. Vậy là chuyến tàu ngắm lá mùa thu của Mai cũng đã kết thúc rồi cả nhà ha. Cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng đi ngắm lá mùa thu với Mai trong chuyến tàu ngày hôm nay. Chồng Mai ổng đi mua thêm khoai tây chiên về nữa kìa. Đây nè. Ôi giời ơi. Đó. Đó, cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều ha. Mời cả nhà ăn khoai tây chiên. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau, là video đi trolley ha, để khám phá một dòng lịch sử của Jim Thorpe, Pennsylvania. Bye bye mọi người.